Những ngày này, trên cánh đồng rau củ quả của bà con nông dân xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội vẫn có người thu hoạch đều đặn. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Vân Côn, mỗi ngày toàn xã có khoảng 7 đến 8 tấn nông sản được bà con thu hoạch và tiêu thụ. Trước đó, do thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19, nên việc tiêu thụ nông sản của người nông dân gặp nhiều khó khăn. Ủy ban Nhân dân xã Vân Côn đã áp dụng mô hình thu mua tập trung để tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân. Sau khi chốt được các đơn hàng, tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản sẽ thông báo đến từng thôn về số lượng và đề nghị đại diện hộ dân lần lượt mang hàng đến điểm tập kết, nhằm đảm bảo giãn cách, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Từ 4 giờ sáng, điểm thu mua sẽ hoạt động để cân rau, bốc xếp rau cũng như kiểm tra chất lượng nông sản trước khi nhập hàng. Những người hậu cần bốc xếp tại đây cũng là tự nguyện ra làm giúp đỡ bà con nông dân. Chúng tôi thông báo cho trên đài truyền thanh là hiện nay các đơn đặt hàng của các nơi đã có, đề nghị bà con nhân dân mang hàng ra, chúng tôi sẽ làm giúp để cho bà con, và đồng thời khi tất cả việc ký kết toàn bộ sổ sách, chúng tôi đã phân công sổ sách danh mạch, và từ hôm nọ đến hôm nay chưa có ai thắc mắc là nhầm chốt một lạng một cân. Có điểm thu mua tập trung bao tiêu nông sản cho nông dân, nhiều gia đình ở đây cũng mạnh dạn thu hoạch hơn so với trước. Ngoài ra, nhiều gia đình còn chuẩn bị trồng thêm một số loại nông sản khác. Người như tôi có độ 3 sào màu hiện bây giờ là đang thu hoạch. Cũng là từ ngày giãn cách xã hội giờ ấy, thì tất cả các loại sản phẩm của trong xã được Ủy ban nhân xã là thu mua hoàn toàn hết tất cả. Bà con nhân dân không ai về vứt bỏ tí nào. Kết nối với các đầu mối của các xã trên địa bàn huyện Hải Đức, mỗi một xã có 1 đến 2 gian hàng ở các xã, và đồng thời là chúng tôi đã hỗ trợ bà con nông dân vận chuyển đến cái nơi tiêu thụ. Chúng tôi đặc biệt về giá cả thì vẫn giữ đảm bảo về cái giá cả ổn định, cũng như là trước cái thời gian chưa có lệnh giãn cách xã hội. Được biết, hoạt động hỗ trợ thu mua nông sản cho bà con nông dân xã Vân Côn được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến nay. Dù mức giá thu mua không thể cao như trước đây, nhưng vào thời điểm khó khăn như hiện nay, thì hoạt động trên đã góp phần giúp bà con nông dân tiêu thụ được nông sản, không để dư thừa trên ruộng đồng, ổn định cuộc sống. Như vậy, bước đầu, các tổ hỗ trợ thu mua nông sản trên địa bàn huyện Hoài Đức đã phát huy hiệu quả, tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ hàng hóa của bà con nông dân trong thời gian giãn cách xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức, đã có 206.000 tấn rau các loại, 51.000 tấn ổi, nhãn và 190.000 quả trứng gà, vịt được tiêu thụ giúp bà con nông dân từ khi các tổ chức này đi vào hoạt động.